Vâng, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình xin được chia sẻ một chút kinh nghiệm về cái TV. Nhà mình có một con TV Samsung 49 inch. Mã của nó là 49Z5250. Thì mình dùng một thời gian thì tự nhiên nó bị cháy không lên. Thì mình mới được một anh ở trên Facebook, anh ấy chỉ cho một cách để test cái mạch nguồn của nó, cái mạch cao áp ấy. Mạch nguồn của nó đây. Đây chính là mạch nguồn của nó đây nhá. Thì mình có đo thì led nó đã chết một thanh, mình cũng không hiểu nguyên nhân tại sao nó lại chết, mà cái phần cao áp của nó nữa. Thì có một anh ở trên Facebook, anh ấy có chỉ cho mình một cách đơn giản nhất, đó là các bạn kiếm cái bóng tiếp led 1m2 1m2. Thì đây mình kiếm được một ống, hai ống, nhớ phải dùng hai cái nhé. Thì mình đây mình tháo từ cái bóng đèn ra tiếp ấy. Cái loại này nó lại bằng thủy tinh, bên trong này nó có cái màng nhựa màu trắng này, nó có cái bong quần như này. Thì mình cắt đi nhé, cắt bỏ đi, mình chỉ lấy hai cái đầu đấy nhá, mình chỉ hai cái đầu đỏ màu đen, sau đó mình đặt mắc nối tiếp, đặt song song mắc nối tiếp, song song này thì ống nối tiếp lại nhé. Giờ mình sẽ hàn lại chân chân đen với một chân đỏ. Đây là cái cách đơn giản nhất khi mà mình không có cái đồ test led, cho dành cho ai muốn tự kiểm tra được ở nhà mình. Mình sẽ đấu dây này nhé, đây còn lại dây đỏ thì mình sẽ đấu cái dây đỏ để đánh dấu nó. Nếu mà đấu mình sẽ mắc song song nhé. Nào không có bộ test thì có thể là cách này là cách đơn giản và nhanh nhất. Đây, sau khi mình đã đấu đây, mắc nối tiếp với nhau nhé, sau đó mình sẽ đấu ra cái chân đây. Chân của nó đây nhé, thì ở đây ký hiệu của nó, đây chân số 1 là chân âm, chân số 9 ở đây nó mắc nối tiếp thì là chân dương. Để đo thử cái dòng cao áp của nguồn này nó có còn hoạt động không ấy. Đó. Rồi mình sẽ cắm thử nhé. Nếu mà cái bóng led này, này nó sáng đều ấy, sáng trưng lên ấy, thì nguồn còn ổn định, thì chỉ là do cháy led, thì mình sẽ mua led khác về để thay thì sẽ ok nhé. Còn trường hợp mà nó không sáng mà nó chập chờn thì là hỏng bo nguồn và cũng có thể là hỏng cả led luôn. Thì đây là mình được anh ấy chỉ cho một chút kinh nghiệm nên là mình chia sẻ cho mọi người biết. Bây giờ mình sẽ cắm thử cái mã, đây là bóng tuyếp loại này này.
chập chờn rồi này. Đấy. Nguồn nó không sáng mạnh mà nó lại chập chờn thì nó đang bị lỗi lỗi do cái bo cao áp ấy nhé. Thì đây là cái cách đơn giản nhất để mọi người có thể tự tự test cái bo nguồn ở nhà theo cái cách đơn giản nhất. Và mình sẽ rút điện. Như vậy là cái bo nguồn này của mình bị lỗi. Không biết là chết cái cục nào đây. Nếu các bạn thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và chia sẻ cho mọi người cũng biết nhé. Và mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người nhé.